Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn vài ngày nữa là chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023. Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất, ghi nhận tại huyện Thống Nhất. Những ngày này, trường trung học phổ thông Kiệm Tân đang trong giai đoạn nước rút ôn tập cho các em học sinh. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cũng như trang bị kiến thức để các em học sinh có thể tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay. Ngay từ đầu năm học 2022-2023, trường trung học phổ thông Kiệm Tân đã tổ chức cho các em học sinh khối 12 học 2 buổi một ngày. Bên cạnh đó, ngay sau khi kết thúc năm học 2022-2023, từ giữa tháng 5 đến nay, nhà trường đã tổ chức tập trung ôn luyện các môn thi cho học sinh. Trong đó, chú trọng vào việc củng cố hệ thống lại kiến thức, giúp cho các em học sinh nắm chắc kiến thức, tự tin sẵn sàng bước vào kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, trường trung học phổ thông Kiệm Tân có 396 thí sinh dự thi với 18 phòng thi. Đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra. Đến thời điểm hiện tại thì thầy cô cũng ôn cho tụi em được khá là nhiều kiến thức và bây giờ tụi em cũng như các bạn khác cũng nắm chắc được những kiến thức cơ bản và tụi em đã tự tin để có thể vượt qua trong kỳ thi sắp tới. Đến thời điểm này thì về cơ bản các học sinh đã học xong chương trình ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 và nhà trường đã triển khai quy chế thi tốt nghiệp cho tất cả các học sinh cũng như cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường trong công tác thi tốt nghiệp 2023. Ngoài ra thì chuẩn bị đầy đủ về nội dung, về cơ sở vật chất cũng như các cái bước thực hiện đảm bảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Còn tại trường Trung học phổ thông Thống Nhất, đến thời điểm này nhà trường đã hoàn thành việc ôn tập cho hơn 500 em học sinh. Mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi cũng đã cơ bản hoàn tất. Thì về cơ sở vật chất thì nhà trường đã chuẩn bị 23 phòng cho học sinh thi chính thức, rồi cả cái phòng dự bị, rồi phòng chờ cho học sinh. Thì đến thời điểm này có thể nói là việc tổ chức ôn thi cho học sinh cũng như phần chuẩn bị cơ sở vật chất của nhà trường cơ bản là đáp ứng cho kỳ thi diễn ra đúng cái quy chế. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, huyện Thống Nhất có 3 điểm thi, gồm 65 phòng thi được đặt tại các trường trung học phổ thông Dầu Dây, Thống Nhất và Kiệm Tân, với gần 1.500 thí sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện dự thi. Theo ghi nhận đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi từ cơ sở vật chất cho các thí sinh dự thi, nơi nghỉ ngơi cho các giám thị coi thi, y tế cũng như các phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, điều tiết giao thông tại các tuyến đường dẫn đến điểm thi, các đội hình tiếp sức mùa thi đã được các trường cùng với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện có kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.